Rồi, hello, xin chào mừng anh chị em. Chúng ta lại gặp nhau ở video tiếp theo, đó là sửa con máy in Canon LPB252. Rồi, và chào mừng anh chị em đã quay trở lại với channel của Mực In Minh Khuê. Rồi, chúng ta cùng vào việc nhé. Bây giờ trước hết là đây, tôi in thử nhé. In thử để anh em chúng ta cùng xem là em nó bị sao. Đây anh em có hiện tượng không? Sống mực em này lại do lửa rồi. Đầu tiên là chúng ta rút cái giấy ra, sau đó là chúng ta tắt máy. Tiếp đến ạ, tháo dây mùa và chúng ta cùng vặn ốc để như em máy 251 ở video trước, Canon 251 ở video trước. Em này chúng ta cũng có phải tháo tổng tất cả ốc ở đằng sau này là 7 con. Đây một em nữa. Dưới đây một em nữa này. Đây một em nữa này. Trên này rồi, đã xong rồi, còn khâu là đây cái ra thì anh em đây nó có cái dấu tấm giác hết ở trên này rồi, nên là anh chị em cứ nhìn nhìn vào đấy là được không ạ. Cái này ra đằng trước này một xíu này, anh em sẽ tháo ra được. Bên này cũng vậy. Đóng nắp cửa lại, dựng máy lên và anh em tháo được cái tôi nâng ra cho tôi. Rồi, đây em nó lên đây. Ôi, tay vừa coi cho trơn quá. Đây nhanh nha, chúng ta lại tháo hệ thống bánh răng này thì anh em tháo giống y chang như con 251 ở video trước tôi đã dẫn rồi mà. Sau đó anh em tháo cái con này là con sensor đảo mặt này, chúng ta tháo em này ra. Đó. Đây. 1 2. Rồi. Rồi mát đây. Đây, nguồn sấy này, đây, nguồn cao áp đây. Rồi, bàn này bị gãy mất rồi, bỏ qua đây. Đã, đây, chúng ta lại tháo cái này, tháo anh bạn này ra.
Xoay đây. Một bên. Tôi làm quen cho nên tôi có thể tôi dùng tôi biết hay cậy tôi cậy cái này ra cũng được. Nếu anh em làm quen thì anh em có thể làm được như vậy. Hai bên. Và tháo bốn con ốc ở đây ra là chúng ta có thể lấy được cụ sấy. Tôi cũng cố gắng. Còn một em máy HP A1000 đang bị tình trạng là in một lửa có chữ, một lửa không có chữ. Cũng cố gắng và muốn làm luôn cái video đấy để up lên cho anh em cùng xem. Nhưng mà thú thực anh em là bây giờ cũng muộn rồi, cả ngày chạy đi đi làm rồi nên giờ nó cũng hơi mệt. Nên có khi là anh em cho tôi khất nhá. À, tôi xử lý xong em này đi ngủ rồi. Này. Đây, khô hết dầu sấy rồi. Giờ chúng ta lại vệ sinh. Đó. Đây, gỡ cái kẹp này ra. Sau đó chúng ta lấy cái thanh nhiệt này ra. Đó. Vệ sinh sạch sẽ đi nhá. Thường thường là quan điểm của tôi là tôi cứ phải vệ sinh nó sạch thì anh em lắp vào máy nó chạy kiểu gì nó cũng sẽ rất ngon. Còn nếu mà anh em làm mà cẩu thả thì chắc chắn là máy nó sẽ hay bị lỗi. Đây nha anh em này cũng bị mòn mòn lụa. Và chúng ta lại phải thay rồi. Cho cái mỡ nhiệt lên trên này.
To quá. Đó. Xong rồi nha anh em. Rồi. Chúng ta chỉ việc lắp vào đây nữa là hoàn thành. Ôi, bung ra rồi. Khổ đậu quá. Em bên này ạ. Xong rồi nha anh em. Tiếp đến là lắp em này lên. Tiếp đến lắp em này. Rồi. Đó, anh em đi dây vào cho nó gọn gàng nữa là chúng ta có thể lắp vào máy ok luôn.
Rồi, tiếp đến là anh em mã lập cái giấy. Đẹp cái giấy gọn gàng quá này. Tiếp theo là anh em lắp cái anh bạn này, là anh bạn sensor bảo mật duplex ạ. Con này mà con 251 nó y chang như nhau nhé anh em. Tôi chả hiểu sao tự dưng tòi ra cái em 251 với 252. Đó, rồi. Bây giờ tới lượt lắp em bánh răng ở bên sườn. Sau đó anh em lắp cái đảo mặt vào giúp tôi nha. Một bạn hai bạn này là bạn thứ 5. Rồi, chúng ta cùng cắm vào để in thử xem là em nó còn sống mực hay không nhá. Bật em nó lên. Chạy rồi. Em nó kêu biểu tình ghê quá. Đã hết. Đó, xong rồi nha anh em. Hai em đều chung một bệnh. Rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo. Có thể sẽ là video về xử lý em máy in A1000. Tình trạng là in ra được một lửa có chữ, còn một lửa không có chữ. Còn bây giờ tôi xin được tạm dừng video này. Nếu anh chị em thấy hay và ý nghĩa thì xin cho một đăng ký kênh và một like cũng như là chia sẻ để
có nhiều khách hàng biết đến, cũng như có thể là anh em nào đó gặp trục trặc về máy in, có thể qua video của chúng tôi có thể giúp ích được cho, biết đâu có thể giúp ích được cho các bạn, để các bạn có thể tự mình xử lý được những cái lỗi cơ bản đó, không phải mang ra thợ. Rồi, như vậy đã xong. Xin cảm ơn tất cả các bạn, những anh chị em đã xem video này. Và hẹn gặp lại ở video khác nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.